Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong showbiz tuần này. Rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đóng góp ý kiến cho showbiz nhé. Chúng mình vẫn luôn đang cố gắng hoàn thiện từng ngày. Thì giống như đã bật mí ở số trước, thì số hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Ngô Du và thảo luận về những kỳ bí, những cái ẩn số của Champa, một vương quốc cổ từng chiếm một phần hơn 1/3 diện tích của đất nước hình chữ S ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ thì đã không tồn tại và cũng không có được nhắc nhiều trong những cái chương trình giáo dục lúc còn học ở nhà trường. Thì xin chào anh Ngô Du, và chắc là em cũng giống như là các bạn ngồi đây cũng khá là mù mờ về quốc gia này, thì không biết là anh có thể giới thiệu giúp chúng em biết là sơ lược về cái vương quốc Champa này không ạ? Nếu như mà cái khởi nguồn của nhà nước Văn Lang Âu Lạc là nền văn hóa Đông Sơn, thì ở miền Trung Việt Nam cũng có một cái nền văn hóa khác, đó là nền văn hóa Sa Huỳnh. Thì trong cái cuộc xâm lược của Hán Vũ Đế xuống phía Nam, thì cái vùng đất của những cái người thuộc bộ tộc văn hóa Sa Huỳnh đó cũng rơi vào trong cái thống trị của nhà Hán. Và cái khu vực đó được đặt là quận Nhật Nam. Thì cũng giống như ở khu vực phía Bắc, cũng có một số những cái thủ lĩnh địa phương, họ cũng tham gia vào trong cái bộ máy cai trị của địa phương đó. Họ làm việc ở các đơn vị hành chính nhỏ gọi là tàu. Thì vào năm 192, vào cuối thời nhà Hán đó, thì có một cái vị công tàu, và vị công tàu đó có một cái người con trai tên là Khu Liên. Thì cái người Khu Liên này mới nổi dậy và chiếm lấy cái huyện Tượng Lâm ở quận Nhật Nam đó, và lập ra thành một cái quốc gia riêng. Thì cái quốc gia đó ở trong sử sách của Trung Quốc họ gọi là nước Lâm Ấp. Đó là khởi đầu của nhà nước Champa. Thì cái tên Champa thì mãi sau này mới xuất hiện trong bi ký với cái tên là Kambabura, có nghĩa là cái tòa thành Champa. Đó là khởi đầu giàu. Sau này á, thì khoảng thời năm Bắc Triều, khi mà cái vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nằm ở trong ách thống trị của Trung Quốc, thì người Champa đã bắt đầu lớn mạnh và có một cái vị vua nổi tiếng tên là Phạm Văn. Ông bắt đầu đánh chiếm những cái nước nhỏ xung quanh. Xung quanh tức là vẫn thuộc phạm vi của miền Trung Việt Nam đó. Ông bắt đầu đánh chiếm những nước nhỏ xung quanh đó và tạo thành một cái quốc gia rộng lớn. Thì cái xu hướng của nhà nước Champa nó có hai xu hướng, đó là xu hướng Nam Tiến và xu hướng Bắc Tiến. Mà nếu Bắc Tiến thì họ đánh vào các cái vùng đất của Giao Châu, chẳng hạn như quận Nhật Nam, quận Cửu Chân, để mà giành lấy những cái lãnh thổ đó. Thì họ thành công nhất là đánh chiếm quận Nhật Nam. Thì họ đã lập ra được một cái ranh giới với Trung Quốc, lấy cái Hoành Sơn ở Quảng Bình ngày nay đó là một cái ranh giới với Trung Quốc. Và khi mà Đại Việt bắt đầu giành được độc lập, thì người Champa vẫn liên tục tấn công Đại Việt khi có cơ hội, và Đại Việt cũng đáp trả lại khi có cơ hội. Cho nên cái mối quan hệ giữa Đại Việt và Champa nó là một cái mối quan hệ thù địch rất là lâu đời. Nhưng mà nói bật lên trong lịch sử của Đại Việt thì em cũng thấy là có những cái cuộc hôn nhân chính trị qua lại giữa hai bên, điển hình như là cuộc hôn nhân của Huyền Trân công chúa để đổi lấy hai châu Ô Lý. Thì không biết là mối quan hệ của Champa và Đại Việt vào thời Trần thì như thế nào anh nhỉ? Thì trong hầu hết những cái cuộc kháng chiến khác thì Champa thường là đứng về phía cái kẻ địch của Đại Việt, chẳng hạn như là trong kháng chiến chống Tống thì Champa nhận lời của nhà Tống để mà đưa quân tới biên giới, áp sát biên giới của Đại Việt, để phòng khi nào mà Đại Việt mà có thua chạy sang đó thì người Champa họ sẽ chặn lại. Nhưng sẽ tạo ra một cái thế gọng kìm Nam Bắc luôn. Nhưng mà cuối cùng là Đại Việt lại thắng. Thậm chí trong cái cuộc kháng chiến chống quân Thanh thì Càn Long cũng có một cái dự trù là sẽ giúp người Xiêm, để mà người Xiêm làm một cái gọng kìm thứ hai. Và nếu thắng á, thì một là họ sẽ cho đất đó cho Xiêm, hai là họ sẽ khôi phục lại nước Champa. Nhưng mà ở trong cái cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thì tình thế nó lại khác. Người Chăm lại đứng về phía người Việt, tại vì họ có cùng một kẻ thù chung. Bởi vì chính Hốt Tất Liệt cũng gây ra rất là nhiều sức ép đối với Champa để mà Champa thần phục nhà Nguyên. Và thực tế là nhà Nguyên đã động binh với Champa sớm hơn nhiều so với Đại Việt. Dạ, có phải là nhà Nguyên nhắm tới những cái thương cảng của Champa khi mà giao dịch với lại Trung Á không ạ?
cái tham vọng của nhà Nguyên là muốn thống nhất tất cả mọi vùng đất, cho nên là khi mà đã thống nhất đất liền rồi, họ còn muốn vươn ra cả các đảo ngoài biển. Chẳng hạn như họ đã đánh Nhật Bản, họ cũng muốn đánh Java. Họ tới được Java, mặc dù bị thất bại nhưng mà họ vẫn cố lên một cái hòn đảo nhỏ ở Java. Họ tìm một cái cục đá nhỏ như thế này, họ khắc là quân đội của Thiên Triều đã đến đậu ở đó, như một cách thể hiện chiến công. Nhưng mà cái chiến công này nó hơi phèn. Chính vì cái mối đe dọa như vậy cho nên là người Champa cảm thấy mình rất là cần cái sự giúp đỡ của Đại Việt, vì Đại Việt là cái người chặn phía Bắc, chặn cái con đường bộ của quân Nguyên. Dạ, vậy thì vai trò của Champa trong cái cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông như thế nào? Kiểu hai anh em hợp tác với nhau như thế nào anh nhỉ? Có một cái thông tin của nhà Nguyên nói là phía Đại Việt đã gửi 2 vạn quân đến để giúp đỡ cho người Champa. Thì cái cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của người Champa nó cũng có hình thái tương tự như là Đại Việt. Vì khi Toa Đô đổ bộ lên cửa Thị Nại là Bình Định bây giờ đó, thì người Champa bỏ quốc đô và họ lui về cái miền Thượng Du đó xây dựng một cái thành gỗ. Và như vậy là nhà Nguyên lại gặp phải một cái tình thế giống như Ngột Lương Hợp Thai đã từng gặp ở Đại Việt lúc đó, là không có tiêu diệt được thủ đô. Bởi vì trong cái chiến tranh Trung Đại, cái quan trọng nhất là thủ đô. Vì sao? Khi mà hạ được thủ đô, bắt được hoàng tộc là coi như chiến tranh kết thúc. Nhưng mà bởi vì những người Champa họ đã bỏ cái thủ đô đi rồi, cho nên không bắt được hoàng tộc. Và cái hệ thống chỉ đạo của hoàng tộc đó nó vẫn còn tồn tại. Thì như mình đã nói ở số trước, cái cuộc chiến tranh nó là một cái cuộc đấu về logistics. Nghĩa là anh có thể tạo được thêm quân, tạo được thêm lương thực, vũ khí. Thì nhà Nguyên không thể bám rễ vào đất Champa để mà có được cái đó. Cho nên là họ phải đổi chiến thuật sau một thời gian dài. Họ phải chuyển lên phía Bắc, ở vùng Thừa Thiên Huế hiện nay, để họ tìm lương thực. Sau khi mà tìm lương thực ở đó cũng không thành công lắm, thì họ phải đánh ngược lên Đại Việt. Thì lúc đánh ngược lên Đại Việt, cái sức mạnh của quân đội họ đã bị suy yếu nhiều rồi. Cho nên là nhờ Đại Việt giúp Champa ở cái chỗ là ngăn cản không cho người nhà Nguyên đi qua bằng đường bộ. Và Champa cũng giúp ngược lại Đại Việt bằng cách là làm hao mòn đội quân của Toa Đô. Cuối cùng là Toa Đô phải bỏ sát cái Đại Việt. Có thể thấy là Champa cũng áp dụng một cái chiến thuật khá nổi tiếng như là người anh em Đại Việt của mình, đó là vườn không nhà trống, đúng không anh nhỉ? Thì em thấy là có lẽ là sau cuộc kháng chiến này, với sự hợp tác khá ăn ý của hai bên, thì quan hệ giao hảo giữa hai bên thì có bước tiến triển nào khác, và nó có làm thay đổi cái cục diện lịch sử bây giờ giữa hai nước không ạ? Nó là một cái thời kỳ đỉnh cao quan hệ thân thiện giữa Việt Nam và Champa. Và nó có một cái sự kiện là Phật Hoàng Trần Nhân Tông lúc này đã là Thái Thượng Hoàng rồi, đi sang Champa để mà thăm Champa. Đó là một cái sự kiện không tiền khoáng hậu. Trước đây chưa có một cái vị nguyên thủ quốc gia nào đi sang thăm Champa, và sau này cũng không có. Thì trong cái cuộc đi đó, có lẽ là đã có được một cái thỏa thuận là Trần Nhân Tông sẽ gả Huyền Trân công chúa cho Chế Mân. Vào cái thời điểm cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông thì ông vẫn còn là thái tử. Người ta gọi ông là thái tử Harijit. Thì sau cuộc kháng chiến này, ông được nhận được ngôi báo và trở thành vua của Champa. Thì để làm của hồi môn thì Chế Mân quyết định cắt 2 châu Ô Lý cho Đại Việt. Và Đại Việt tiếp nhận các vùng đất đó. Thì tất nhiên là ở trong triều đình của nhà Trần, do Trần Anh Tông làm vua, nhà Trần Nhân Tông làm Thượng Hoàng, thì nó sẽ có 2 phe phái. Một phe là phe của Thượng Hoàng và một phe là phe của nhà vua. Thì họ có rất là nhiều chống đối về cái cuộc hôn nhân đó. Họ ví như là nhà Hán mà gả con gái cho người Hồ, đó là một cái sự kiện họ cho là không vẻ vang gì lắm. Dạ, nhưng mà lúc đó thì không biết là Champa đang theo Hindu giáo hay là theo Phật giáo nhỉ? Nếu như mà theo Phật giáo thì em nghĩ là cái sự đồng cảm về tôn giáo, về các vua Trần cũng rất là sùng Phật á, thì nó sẽ cũng có một phần nào đó xích lại mối quan hệ giữa hai bên. Ở Champa thì nó có 2 cái tôn giáo chính là Hindu giáo và Phật giáo. Thì cái nhà vua Champa họ được đánh đồng như là một vị thần. Người ta gọi nó là tín ngưỡng thần vua.
tức là vua giống như một cái hiện thân của vị thần ở dưới mặt đất này thôi. Cũng có một cũng có những cái giai đoạn ngắn mà Phật giáo được tôn sùng, nhưng mà phần lớn cái giai đoạn mà Champa cường thịnh là họ theo Ấn Độ giáo. Dạ, thì có thể thấy là quan hệ ngoại giao giữa Champa và Việt Nam đã đạt lên mức cực thịnh vào thời Trần, nhưng mà không hiểu sao vào cuối thời Trần lại nổi lên một cái nhân vật là Chế Bồng Nga, và ông đã đem quân lên càn quét kinh thành của Đại Việt và khiến vua Việt lúc bấy giờ là Trần Nghệ Tông, đúng không anh nhỉ, phải bỏ về cái vùng Thanh Hóa Nghệ An. Đó là do nhà Trần cảm thấy lên tinh thần sau cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Thì như đã nói, đối với cái việc hôn nhân giữa Huyền Trân Công Chúa và Chế Mân thì Trần Nhân Tông là người ủng hộ, nhưng mà trong triều đình lại có người không ủng hộ việc này. Thì Trần khác với Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông ông có một cái quan điểm khác, ông muốn thực thi một cái hệ thống chính trị của Trung Hoa vào ở trong mối quan hệ với các nước Đông Nam Á. Đó là gì? Đó là một nước thiên triều và các nước phụ thuộc. Thì trong lịch sử của Việt Nam ấy, chúng ta thường, cái giai đoạn trước chúng ta thường ghi là Chân Lạp tới Triều Cống, Chăm Chim Thành tới Triều Cống. Nhưng mà cái quan hệ Triều Cống đó nó chỉ có ở trong cái suy nghĩ của người viết sử thôi. Còn thực tế thì nó lại khác. Nó là cái quan hệ khá bình đẳng. Hoặc là trong sử của ai thì người đó là người tôn chủ. Chẳng hạn như trong quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp đi. Thì chính ông vua Chân Lạp, ông cũng khoe trong cái bi ký của ông là người Javanat. Người Javanat tức là cách gọi người Đại Việt đó, là phải cống cho ông một cái thứ nước để ông dùng trong cái nghi lễ cúng thần của ông. Tức là trong cái mắt của người Chân Lạp thì người Đại Việt là cái nước thấp hơn, phải đi triều cống. Còn trong cái mối quan hệ giữa Đại Việt và Champa thực tế thì đó là cái mối quan hệ ngang hàng. Là bởi vì sứ thần Champa đi sang Đại Việt phải lại vua Đại Việt, và sứ thần Đại Việt đi sang Champa phải lại vua Champa. Thì cái truyền thống này nó bị phá vỡ bởi một cái sứ giả là Đoàn Nhữ Hài. Đoàn Nhữ Hài là một người rất là thân tín đối với ông vua Trần Anh Tông. Ông ta bỏ cái thông lệ là sứ giả Đại Việt phải lại vua Chăm. Ông ta nói là ông ta để cái văn kiện, cái quốc thư của Trần Anh Tông là một cái án, và ông ta lại cái án đó chứ không lại Chế Mân. Rồi ông ta cũng ban một cái lệnh cấm đối với các thuyền buôn không có được vào cảng thị nại trong cái giai đoạn mà thuyền buôn của Đại Việt đang ở đó. Tức là ông ta muốn hành xử như một nước thiên triều bề trên đối với Champa. Và từ đó nhà Trần có những cái can thiệp quân sự vào nước Champa để mà thay đổi những cái người lãnh đạo theo ý của họ. Thì đó, cái điều đó nó làm cho mối quan hệ giữa Champa và Đại Việt từ nồng ấm chuyển sang thù địch. Và cuối cùng nó xuất hiện Chế Bồng Nga. Dạ, thì không biết là anh có thể giới thiệu rõ thêm về nhân vật Chế Bồng Nga này không ạ? À? Có vẻ như là sử viết thì Chế Bồng Nga nổi lên như là một cái vị minh quân, một cái vị anh hùng chiến tranh của Champa. Và thật sự là ông đã rất là tài giỏi, bằng chứng là việc ông đã có thể kéo quân đến tận kinh đô của Đại Việt, mà cũng từng là một cái quân đội rất là mạnh và chiến thắng quân Mông Nguyên luôn. Chế Bồng Nga là một cái vị vua, có thể nói là một cái ông quan trung phiên bản Chăm. Tại vì ông có rất là nhiều chiến thắng quân sự. Ông là người duy nhất đã đánh được tới kinh đô Thăng Long, mà ông đánh tới 4 lần trong vòng 3 năm. Và ông còn đánh thắng Oa Khấu, ông đánh thắng cả Chân Lạp luôn. Cho nên có thể nói là đối với các nhà nghiên cứu người Pháp, khi mà họ nghiên cứu về Chế Bồng Nga, họ nói Chế Bồng Nga là một cái tia nắng quái trong cái buổi hoàng hôn của lịch sử Champa. Nghĩa là khi mà Champa chuẩn bị bước vào thời kỳ suy tàn ấy, thì có một cái ánh sáng huy hoàng nó lóe lên lần cuối cùng, giống hồi quang phản chiếu ấy vậy, trước khi nó tắt hẳn. Dạ. Đó, cái ý nghĩa của cái tia nắng quái trong hoàng hôn Champa là như vậy. Dạ. Thì thật, ông, cái tên của Chế Bồng Nga khi mà ông giao thiệp với nhà Minh là A Đáp A Giả. Thì cái tên này được các nhà nghiên cứu phương Tây họ dịch sang tiếng của Phạn á, có nghĩa là Raja di Raja, có nghĩa là vua của các vị vua. Và điều đó nó cho thấy là ông, nó cũng tương tự như cái danh xưng hoàng đế của các vua nhà Trần vậy. Nhưng mà cái giai đoạn của Chế Bồng Nga nó có một điều rất là kỳ lạ.
vì thông thường những vua Champa mà chiến thắng trong một cái cuộc chiến quân sự nào đó, họ sẽ dựng bia, họ sẽ dâng cúng cho các vị thần ấn giáo của họ để mà họ tôn vinh các vị thần đó. Nhưng mà giai đoạn của chiếc vòng Nga không hề có một văn bia nào tiếng Phạn nói về chiếc vòng Nga cả. Thì có thể đó là giai đoạn huy hoàng thật sự, nhưng nó cũng là giai đoạn khó khăn. Mà cái khó khăn này không phải do người mà do trời. Tại vì thời tiết hay sao anh? Đúng rồi. Một cái ở cái miền Đông Nam Bộ nó có một cây bơ mu. Thì những cái người nghiên cứu vòng gỗ thân cây á, họ nghiên cứu cái vòng gỗ thân cây của cây bơ mu đó. Thì họ phát hiện ra là trong cái giai đoạn mà chiếc vòng Nga nổi dậy là cái giai đoạn rất là khô, khô hạn ở vùng Đông Nam Á lục địa. Thì cái giai đoạn đó, cái sự khô hạn đó nó làm cho đế chế Angkor bắt đầu suy yếu và sụp đổ. Và nhà Trần cũng rơi vào khủng hoảng vào đúng cái giai đoạn đó. Và nước Champa cũng khủng hoảng vào cái giai đoạn như vậy. Cho nên cái sự nổi lên của chiếc vòng Nga như một nhà quân sự nó có thể có một cái động lực khác, là do những khó khăn ở trong nước. Thì chính vì anh khó khăn ở trong nước, anh phải tiên chiến với nước ngoài để anh có được những cái chiến thắng quân sự, để anh cổ vũ tinh thần mọi người, anh cướp được vàng bạc châu báu của cải, để anh giải quyết những vấn đề trong nước. Thì đó là lý do mà tại sao người ta xem chế vòng Nga như là tia nắng quái của hoàng hôn lịch sử Champa là như vậy. Thì không biết là vào cái thời chế vòng Nga thì kinh đô Champa đặt ở đâu anh nhỉ? Kinh đô Champa thời chế vòng Nga là ở Bình Định, trong cái tiếng Champa gọi là Visaya. Thì đó là về những cái nhìn sơ khởi về mặt ngoại giao, chính trị giữa Đại Việt với Champa. Còn đằng sau ở dưới những cái lớp thấp hơn trong đời sống thường nhật thì em thấy vẫn có những cái sự giao thoa về văn hóa, nghệ thuật giữa Đại Việt và Champa. Bằng chứng là những cái giao tích chùa cổ hay là công trình kiến trúc của Việt Nam mình ở miền Bắc thì vẫn còn rất là nhiều những cái dấu ấn của bàn tay người nghệ nhân Champa. Thì không biết là cái sự giao lưu văn hóa này nó diễn ra từ lâu chưa anh, và nó có ảnh hưởng nhiều đến cái văn hóa nghệ thuật của nước mình không ạ? Cái sự văn hóa Việt Châm nó đã diễn ra ngay từ thời, ít nhất là từ thời Lê Hoàng. Tại vì khi mà trong những trận chiến như vậy thường có bắt giữ những cái tù binh. Trong tù binh thì thường họ sẽ ưu tiên những cái thợ thủ công. Thì các cái thợ thủ công, cái dấu ấn của họ ở trong hoàng thành Thăng Long và thời nhà Lý nó rất là sâu sắc. Và thậm chí những cái khúc nhạc chim thành cũng được các vua nhà Lý sử dụng để phổ nhạc. Và ở trong cái hướng ngược lại thì những cái người thợ, người Việt cũng có để là dấu ấn ở trong những cái tháp châm. Chẳng hạn một số cái tháp châm khi mà họ phục dựng lại, họ thấy trong cái viên gạch cổ nó có ghi chữ Trần, nhà Hán. Thì đó, và họ chỉ là họ cho là đó là cái dấu ấn của những cái người thợ, người Trần, nhà Trần bị bắt giữ và phải đi xây dựng những cái tòa tháp như vậy. Dạ, có thể thấy là khi mà em đi tham quan bảo tàng lịch sử thì những cái công trình kiến trúc cũng như là đồ mỹ nghệ của Việt Nam nó vẫn có một cái nét gì đó rất là độc đáo, đặc biệt so với những đồ của Trung Quốc thì nó có một cái gì đó mộc mạc, hay là những cái họa tiết hoa văn cũng rất là đặc biệt và có dấu ấn chim thành rất là đậm nét. Trở lại với vấn đề về lịch sử thì em thấy là sau khi mà chế vòng Nga càn quét vào kinh đô của nhà Trần thì đã phần nào khiến cho dòng họ này suy yếu, và cuối cùng thì lại bị nhà Hồ tiếm ngôi, và sau đó kết cục của Đại Việt lại rơi vào cái ách đô hộ 20 năm của nhà Minh. Thì lúc bây giờ thì không biết là ở về phần lãnh địa của Champa thì có bị ảnh hưởng bởi cái cuộc đô hộ của quân Minh không ạ? Khi mà nhà Hồ lên ngôi thì nhà Hồ có tiến đánh Champa và bắt đầu cắt một số lãnh thổ của Champa. Vì vậy khi mà nhà Minh xâm lược nhà Hồ thì nhà Minh sử dụng Champa như là một cái cánh quân thứ hai ở hậu phương, cũng đóng vai trò giống như trong cuộc kháng chiến chống Tống, đó là đưa quân lên biên giới để chặn. Và Champa họ cũng lợi dụng cái cơ hội này, họ đánh chiếm lại những cái vùng đất đã mất. Và họ cũng có sự xung đột đối với nhà Minh. Tại vì khi mà ông Minh Thành Tổ trong cái dự trù để xâm chiếm Việt Nam, ông ta có nói như thế này nè, là ở trên những cái vùng đất mà
Đại Việt đã chiếm được của Chiêm Thành á, thì nó có hai cái mỏ vàng. Và hai cái mỏ vàng đó là nhà Minh sẽ lấy. Nếu như người Chiêm Thành có ra đòi thì cũng không có cho. Thì chúng ta biết cái tham vọng lãnh thổ của Minh Thành Tổ nó tới mức như vậy. Thì cái vua Chiêm Thành lúc đó cũng muốn nhân cơ hội mà Đại Việt sụp đổ để mà giành lại lãnh thổ. Thì nhà Minh ngăn cản, và thậm chí là ông Trương Phụ ông có đề xuất là đánh Chiêm Thành luôn. Nhưng mà vì có những cái vấn đề quân sự ở phía Bắc cho nên là Minh Thành Tổ không tiến tiếp. Thì cái mối quan hệ giữa Chiêm Thành và khởi nghĩa Lâm Sơn á, ban đầu nó cũng rất là tốt đẹp. Nhưng mà sau đó lại vì những cái vấn đề lãnh thổ cho nên là họ lại xung đột với nhau. Thêm nữa là sau khi mà Chế Bồng Nga chết á, thì có rất là nhiều đảo chính trong cung đình của nhà Chiêm Thành. Thì các cái vị cai trị ở Đại Việt họ nhìn bằng cái góc nhìn Nho giáo á, thì họ không chấp nhận được cái điều đó vì nó trái với cái tư tưởng trung quân của Nho giáo. Cho nên họ thường lấy cái cớ đó để mà họ gây khó khăn và gây áp lực cho các cái người cai trị Chiêm Thành. Dạ. Yeah. Thì bắt đầu tiếp theo, cái dòng chảy lịch sử tiếp theo thì em thấy có một cái sự chuyển biến khi mà vua Lê, chúa Trịnh rồi sau đó là các chúa Nguyễn vào đàng trong để khai hoang, thì cũng bắt đầu có những cái cuộc hôn nhân chính trị cho các cô công nữ vào lấy các vương tộc của Chăm Ba, và cuối cùng là cái bàn tay mà thâu tóm như bàn tay của Đại Việt đã bắt đầu xen vào chính quyền của Chăm Ba và dẫn đến một cái kết cục mà suy tàn của triều đại này, đúng không anh nhỉ? Có một cái câu chuyện nó thần phiên bản người Chăm. Dạ. Yeah. Nó nói là ông chú Nguyễn có gả một cái người con gái cho vua Bô Long Garai của người Chăm á. Dạ. Người con gái đó được phong làm hoàng hậu là Bia Úc, tên là Bia Úc. Sở dĩ Bia Úc là vì ông Bô Long Garai này ông còn có hai hoàng hậu khác nữa, một bà người Chăm và một bà người Tây Nguyên. Thì cái hoàng hậu này thường là tỏ ra là mình bị bệnh và khuyên ông vua Bô Long Garai này là phải chặt cái cây thiên thì hoàng hậu mới hết bệnh được. Và khi Bô Long Garai chặt cái cây thiên đó đi thì đất nước Chăm Ba suy tàn, gặp nhiều khó khăn và chúa Nguyễn đã tấn công để tiêu diệt cái đất nước Chăm Ba đó. Đó là cái câu chuyện lõ thần phiên bản của người Chăm về cái kết của Chăm Ba, nhưng mà trên thực tế thì nó hơi khác. Là sau khi mà Lê Thánh Tông đánh một cái đòn nặng quyết định vào trong kinh đô Đồ Bàn vào năm 1471 á, thì các cái vùng lãnh thổ khác của Chăm Ba nó bắt đầu tan rã đi. Và nó trở thành những cái vùng đất nhỏ. Thì bởi vì nhỏ như vậy cho nên thế lực của họ bắt đầu suy yếu và bị các chúa Nguyễn lấn dần đi. Thì đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu là quốc chúa đó, ông mới sai Nguyễn Hữu Cảnh đi đánh Chăm Ba. Vì nhân một cái lần là Chăm Ba họ có một những cái cải cách, họ tăng cường quan hệ với Đông Nam Á, cho nên là thực lực của họ mạnh lên tạm thời. Và họ nhân cái lúc ông chúa này mới lên ngôi cho nên họ muốn đánh thử. Họ muốn phiêu lưu quân sự một lần thử. Thì lần này Nguyễn Hữu Cảnh đánh thẳng vào kinh đô của Chăm Ba ở Ninh Thuận luôn và bắt được cái ông vua Chăm Ba. Và cái vùng trên cái vùng đất đó bắt đầu nước Chăm Ba không còn được độc lập nữa mà trở thành một cái trấn chư hầu, gọi là trấn Thuận Thành. Nghĩa là vua thì vẫn còn vua, nhưng mà một số cái vấn đề chính trị và quân sự thì họ phải hợp tác với cái Dinh Bình Thuận do chúa Nguyễn mới đặt. Và đến năm 1832, trong cái cuộc cải cách toàn quốc là những cái vùng lãnh thổ của Thổ Ti, của chư hầu, của các thế lực địa phương thì dẹp bỏ hết và thay bằng quan triều đình, thì trấn Thuận Thành đổi thành phủ Ninh Thuận. Và đó cũng là cái thời điểm kết thúc của vương quốc Chăm Ba. Dạ, vậy là dưới triều vua Minh Mạng thì đã đặt một cái dấu chấm cho một cái vương triều đã từng tồn tại suốt hơn 1.000 năm song song cùng với lịch sử của nước ta.
Nhưng mà nhìn lại cái quá trình thì em vẫn thấy là Champa không có phải là một cái kẻ tử địch hay là một cái kẻ thù, mà những cái tranh chấp qua lại thì cũng chỉ là để giống như là cái việc mà chế Bồng Nga đem quân đi đánh thì cũng là một cái tranh chấp về của cải để thông qua cái nạn đói và cái khủng hoảng cùng cực lúc bấy giờ thôi. Và trong cái quá trình mà giao ban hai nước thì vẫn có những cái cuộc hôn nhân qua lại, và thậm chí là đã có những lần là anh em cùng chiến hợp tác với nhau, như là trong kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Thì không biết là có phải vì lý do như vậy hay không mà trong game Thần Chủ thì cái lá Champa tranh lắng, thì khi mà lá này ra thì tất cả mọi người đều bị mất một tâm hòa, cho dù là phe địch hay phe ta, ai cũng là một cái người chịu thương. Cái đó là bản chất của chiến tranh, cho dù ai thắng thì cũng phải chịu thương tổn. Dạ. Và trong cái mối quan hệ của mọi quốc gia, cái nào cũng vậy, cũng có lúc họ sẽ hợp tác, có lúc họ sẽ đấu tranh, có lúc họ sẽ cố gắng tiêu diệt lẫn nhau, và có lúc họ lại cứu giúp lẫn nhau nữa. Dạ. Nhưng mà quay lại thì cuối cùng thì lại cùng chung sống trong một lãnh thổ và xóa bỏ đi những cái quá khứ để mà chúng ta tiến tới một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Giống như là trong cái chương trình Tóc Xanh Vạt Áo vừa qua mà em có tham dự, thì trong những cái bộ cổ phục Việt, những cái dự án và phục chế đồ cổ của người Việt, thì có một cái gian hàng của gọi là Chiêm Thành Vương Cát cũng trưng bày và phục chế lại những bộ cổ phục của Champa. Thì em thấy đó là một cái sự hòa nhập và cũng là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái quá trình nhìn nhận và xây dựng lại văn hóa của đất nước. Chính xác. Những cái văn hóa của các dân tộc thiểu số nó cũng giống như những cái lá bài như thế này. Khi mà mình bước ra thế giới, mình đánh với họ, họ sẽ có những cái lá bài của họ, và mình cũng có những cái lá bài của mình. Và mình phải cố tận dụng những cái lá bài đó để làm cái ưu thế mềm về văn hóa, để mình có thể giành được lợi thế với họ. Cho nên có một cái vụ gần đây, nó là mặc đồ Mông Cổ mà chụp hình trên sông Nho Quế. Dạ, em cũng có theo dõi vụ này. Thì người ta lên tiếng là cũng đúng, là tại vì mình phải sử dụng cái lá bài của mình để mà mình giành cái lợi thế cho văn hóa lịch sử Việt Nam. Và thông qua đó thì mình cũng đem tiền về cho đất nước mình. Chứ thay vì mình mua đồ Mông Cổ thì tại sao mình không mua đồ Việt Nam? Thì yeah. Việt Nam cũng có nhiều cái mà. Nhưng vấn đề cái là ở chỗ là mình chưa có nhiều tư liệu, chưa có nhiều cái sản phẩm phục dựng. Và vì vậy họ muốn mặc cũng không có, nó biết đâu mà mặc. Họ muốn thuê cũng không biết là ai cho thuê để mà thuê. Cho đó cũng là một cái khó khăn của những người đi du lịch. Mà Chiêm Thành Vương Cát là một trong những cái đáp án để giải cái bài toán đó. Thì chúng ta nhìn lại cái hành trình lịch sử của Champa cũng là một cái lịch sử dài. Từ năm 192 khi họ giành được độc lập với nhà Hán, rồi sau đó họ thống nhất các vương quốc nhỏ phía Nam. Ở phía Bắc thì họ Bắc tiến, phía Nam thì họ Nam tiến. Cái con đường Bắc tiến của họ thành công nhất là vào thời nhà Trần, với cái vai trò của chế Bồng Nga thì họ chiếm được tới tận Nghệ An. Và cái con đường Nam tiến xa nhất là vào thế kỷ thứ 15, khi mà người Champa đã có dựng những cái tượng thần ở Biên Hòa, là miền Đông Nam Bộ. Và những cái người Chăm di cư trốn chạy khỏi đất nước thì họ cũng đã tới vùng Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia. Thì trong cái lịch sử đó, họ liên tục tranh chấp với người Việt, và họ mỗi khi bại trận thì họ lùi dần về phương Nam, cho đến khi họ trở thành một cái trấn tự trị vào năm 1692, là trấn Thuận Thành. Và cuối cùng khi cái nền tự trị đó cũng bị xóa bỏ vào năm 1832, thì lịch sử của Chiêm Thành kết thúc. Dạ. Yeah. Có thể nói là trong cái quá trình mà mở rộng lãnh thổ thành hình chữ S ngày nay của nước ta thì cũng có một phần đóng góp không nhỏ của Vương quốc Champa trong cái quá trình mà tiến dần về Nam của họ, đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Vương quốc Champa cũng giống như Du Quang Trung trong cái quá trình thống nhất này. Tại vì họ đã đánh dẹp những cái vương quốc nhỏ khác, để cuối cùng thì người Việt tiêu diệt Chiêm Thành. Và trong một cái quá trình dài không ngừng mở rộng lãnh thổ về phía Nam như vậy, thì cuối cùng Champa và Đại Việt cùng sáp nhập với nhau và trở thành một cái lãnh thổ hình chữ S xinh đẹp ngày hôm nay. Thì rất là hy vọng có thêm nhiều nghiên cứu về Champa và cũng như những cái sản phẩm văn hóa về Champa, để chúng ta có cùng có thể đưa văn hóa của Việt Nam ra đến với bạn bè quốc tế.
Rất cảm ơn anh Du với buổi podcast thú vị ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn độc giả đã lắng nghe buổi podcast này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé. Thì không biết là vào cái thời chém hồng nga thì kinh đô Chăm Pa đặt ở đâu anh nhỉ? Kinh đô Chăm Pa thời chém hồng nga là ở Bình Định, trong cái tiếng Chăm Pa gọi là Visaya. Quang Trung cũng được sinh ra ở Bình Định, thì ra đất Bình Định có thể sinh ra những cái quái kiệt như vậy. Anh em Bình Định gáy lên. Ok, em vô chơi vậy thôi.